Hello, xin chào mọi người nha. trời chào mừng mọi người đến kênh Chim Club. Đây và đạt đi hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định thị trường vào tuần sau. Trong những tuần bản lề khi chúng ta thấy là thị trường đã vượt qua rất dễ dàng mốc là 1 Đối với cái sự ngỡ ngàng rất nhiều đầu tư và không có nhóm nào khác chính là nhóm ngân hàng tiếp tục vượt đỉnh ha. Thì như cái phiên thứ năm đạt nói rồi thì thị trường đã tăng đúng như kỳ vọng của sau khi đáp hạn phát sinh thông ha. Đặc biệt là những mã phiếu như ngân hàng quốc doanh như là BIDV, CDG, à, tăng rất là tốt này cũng kéo theo Vietcombank tăng theo nữa đó thì một số mã phiếu khác ngân hàng thương mại của phân như Techcombank, STB còn những định giá tốt cũng như là tăng sau chưa có tăng quá mạnh MB cũng đang tăng nhưng mà chung cái đem trong những cái nhịp tăng thứ nhất thôi đó thì thị trường thấy đó rất là nhiều anh chị em nào đây thật dường tại sao tăng mà tài khoản của chị không tăng đạt ơi đó rất là hay ha đó tại, thấy không Năm khi mà anh em còn đang nghi ngờ dòng ngân hàng thì uh, bán chạy ra và vô thì nhóm hàng tiếp tục bật tăng uh, trong khi một số mã phiếu khác nhóm chứng khoán này, nhóm bất động sản này đặc biệt có những câu chuyện thì nó cũng chưa được sự đồng thuận lắm và liên tục có một áp lực cung cũng như sự đều bém rất là lớn từ nhà tư ha đó cái nhóm này trong những nhóm mà uh, đang được rất nhiều cái rung cái đội nhóm cũng như là nhà tư rất là yêu thích ha. mặc dù định giá như nhóm chứng khoán nó tăng một rất là mạnh thôi và hệ thống k rít cơn này uh, cuối tuần cũng ra một tình cũng tương đối là không có đẹp lắm khi mà uh, hệ thống này vẫn tiếp tục được bỏ ngỏ khả năng hoạt động cho uh, khi nào hoạt động chính thức nha đó mặc dù đã thử nghiệm rất nhiều lần rồi cái này chúng ta cũng không biết được thì chờ các cơ quan chức năng thôi bắt đầu với kết hợp công ty chứng khoán là khi nào nó vận hành chân chu hết thì đưa vào hoạt động mà tại nó liên quan rất nhiều tới lĩnh vực như an ninh mạng rồi tập lâm hết nói chung rất phức tạp cái này tiền bạc cũng không rành lắm mà cái này khá là nhạy cảm cho nên chúng ta không tiện nói đây đó thì cái nào mà go like không thì giờ chúng ta thấy thị trường cũng đã phản ứng rồi như thông tin cao rất ra quá cũ rồi gần như là chúng ta không còn gì vọng thì tấm cao rất nhiều ha khi nào hoạt động cũng được thôi đó rồi hệ, hệ thống uh, cài đích vào thì chúng ta sẽ rất là tốt để quá trình đơn hàng thị trường nha nếu mà chậm chảy thì quá trình ngân hàng cũng chậm chảy luôn Nhưng trước mắt chúng ta nếu mà đưa vào được đó, thì chúng ta sẽ tận dụng con siêu sống luôn khi mà thị trường đang ở trong giai đoạn chu kỳ tiền rẻ rất là lớn đó về mặt quỹ mô cũng đang ra khá ok khi mà GDP tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ các năm sau và tăng trưởng dùng năm 2024 này được giao chi tiêu tới 15% lận thì nhóm hàng này với kết quả nhân tốt như định giá tích lũy rất là lâu rồi thì số buồn nó bật lên ha trong những cái nhóm mà có đóng góp lợi nhuận rất là lớn đặc biệt là mọi người thấy là sau này có những cái game thì tác phan tăng vốn mà những ngành ở nhà nước này với cái chất lượng tài sản tương đối tốt ít như là tính dụng hơn một số cái ngân hàng thương mại của phần thì giờ này tiếp tục bật tăng mà rất là mạnh và không có sự ngừng nghỉ luôn ha thì chúng ta không biết nó nào đỉnh hết nhưng mà chúng ta thấy trước mắt khi thị trường lên bùng 1.200 một cái vùng kháng cự rất là mạnh và đang trong kháng cự tâm lý nữa thì hồi tụ chưa trước, trước mắt là chúng ta thấy là gần cận tết luôn kiểu sống này cũng đúng kỳ vọng rồi đã tăng cái mặt mặt chữ về rất là lớn rồi sau khi vượt một tích lũy 1130 và tiếp tục vượt thêm một cuộc tích lũy khác đó là 1150 và hiện nay là vượt 1170 luôn đó thì chúng ta còn 20 điểm chúng ta lên 1200 rồi không có gì phải đáng lo lắng mọi người nó chỉ là nắm nhóm hàng này tiếp tục nắm giữ được hoặc là tiếp tục gia tăng vừa rồi em đang cho mọi người gia tăng STB và làm trong những mã phiếu là liều ăn nhiều thôi đó có thể là mua được nhưng mà trong cảnh này thứ hai tuần sau nữa promo lên chúng ta chỉ cần bán thôi nếu anh chị mua trong giai đoạn mà nó phô mô như vậy lên 12 1250 gì đó anh chị đưa vô thì rất là dễ nhỉnh nhịp uh, gọi đến ngắn hạn như người không khi trường tăng mãi cả người lưới này nha rồi nó đi vào tin nhanh em tổng hợp là cái tuần vừa nhưng lần tuần sau đó, đó thì sau khi đưa ra cái được đất đai hay là các luật tổ chức về tín dục tự đổi thông qua nè thì đặc biệt là nhóm ngân hàng nhóm bất động sản có tăng lên nhưng mà mình thấy là chỉ có nhóm ngân hàng giữ được cái xung lực thôi còn nhóm bất sản bị bán mà như là nó sẽ có một số mã phiếu nó riêng lẻ nó như là có những quỹ đất tốt như là Vinhome là một nè rồi uh, Nam Long là hai nè Khang Điền là ba ha ba mấy phiếu này thôi còn DG thì uh, quỹ đất tương đối lớn nhưng mà cái năng lực thực hiện nó đang còn uh, một hạn cái hạn chế như vốn hóa gì đó thì nó tăng hơn hơn, hơn, hơn hơi chậm so với những cái mã phiếu mà phát triển bất sản dân cư khá nhiều đó như là Vinhome Nam Long Khang Điền ha tập trung ba mã phiếu đó thôi và khối ngoại bắt đầu quay trở lại mua đồng rất là mạnh đó cũng tổng hợp như vậy thì thấy là thị trường đang được ủng hộ rất là nhiều từ mặt vĩ mô ha như chính sách rồi nhóm chứng khoán đang phân hóa rất nhiều mặt phiếu tăng giảm liền đó trong biên hẹp thôi nhóm hàng tiếp tục bật tăng hay STB này còn những cái điểm mua trong phiên là từ sáng sớm như là trong mùa STB ha trước đó nó mua rất nhiều CTG MB ACB Techcombank MB, đó BDI, BDV BD, BD. mua rất nhiều tiếp tục giá thật em đã ít khi kêu mọi người bán vì mọi phiếu nghe này nha đó tiếp tục nắm giữ thôi liên tục kêu mình nắm giữ gia tăng thôi đó BIDV tăng tới 5 phần trăm biết là nó đóng góp điểm số khoảng 3 đến 4 điểm thôi không phải đơn giản đâu BIDV vì công ban là hai mã phiếu hoặc bốn hóa lớn nhất thị trường hiện nay nha ngân hàng đó chúng ta tập trung này để với chiến lược chung dài hạn chúng ta có tập trung những mã phiếu như là ngân hàng chứng khoán bất sản cái mã phiếu này thì nó rất là nhạy về lãi suất cũng như chu kỳ bất sản nhân cư nha đó hoặc là chúng ta mua những mã phiếu nó đang trong quá trình phục hồi tấm thép nắm thép cũng đang hút dòng tiền nè bắt đầu dòng tiền tạo lập cũng đang gom rất mạnh đang đánh lên rồi đó là có sóng rồi thanh thép cũng đang rất mạnh nha hồi năm kim và phái hoa sen đều tăng rất là tốt và dự giá ok luôn sau khi bùng buồn nổ à và giám mắt lẻ cũng đang phục hồi rất tốt như massage một kép gờ cũng đang đóng cấp cực kỳ chỉ số à chỉ số chúng ta đang đi tiệm cận những nước phát triển như là nhật bản đó ấn độ hoặc là một số nước âu châu âu và mỹ nha, cái này đang tăng rất là tốt mặc dù trung quốc thì kết quả gdp của quý 4 vừa rồi không thực sự tốt lắm không sự tốt như kỳ vọng tăng ba trăm mấy phần trăm nhớ ha thì chứng khoán mà Trung Quốc cũng đang đi ngược mà đang giảm à đấy nhìn chung thì Việt Nam thì mọi người em đã nói từ trước cái RSI này, nó bị phân kỳ nhẹ thôi nhưng mà nay nó đang phá một kỳ lên đúng như kỳ vọng luôn và chúng ta tiếp tục là giữ vững cái vùng 1.200 như đã nhận định một tháng này ha Đó, cũng như mô hình vai đầu vai ngược nó không đúng lắm thì gãy nước là lắm nhưng mà chung là cũng xem xem nhau ha Đó, ok mỗi đường thì đến ngày hai nhưng mà đến ngày hai rồi chúng ta nên thận trọng hơn như hạn chế mua đuổi những lúc này nha rồi lúc này anh chị em đang có có hàng nên nắm giữ thôi tất cả nhóm đều nắm giữ được ha À, đừng có mua nhóm dầu khí hay là nhóm đầu tư công hay là những nhóm quá yếu thôi còn mặc, mặc dù nhóm nó đang sống như thị trường nè ở tăng liên tục mà trên xuống kênh trên đó, đặc biệt nhưng mà biến đầu thì tiếp tục không giữ được đó góc nhìn các bạn hôm nay nha rồi chúc mừng thành công hy vọng là em đạt sẽ hỗ trợ mọi người trong lúc thị trường có biến mà khi nào mà thị trường có dấu hiệu tạo đỉnh em đạt sẽ báo mọi người nha rồi giờ chưa có hai đồng hành liên hệ ngay với em đạt tv là số điện thoại không luôn luôn đánh sóng mạnh nhất thị trường bạn tạo mua acb mua l 20 thậm chí có 25 30 trăm rồi ha rất nhiều mặt phiếu ngân hàng tất cả bạn mua vùng đáy luôn MB tương tự ha rồi ok chúc mừng anh chị nha và cảm ơn hy vọng thì trường sẽ lên sớm ngày hai và em đạt sẽ gặp lại mọi người trong bản tin tiếp theo nha xin chào mọi người